Chào quý vị đã coi trên kênh YouTube TV 886 của mình. Hiện tại mình đang đứng trước một cái khu mộ gia tộc khá là lớn luôn, rất là to. Thì phía trên có để ba chữ cái sơn gì đó, thì mình cũng không dành. Khi tới đây được bà con chia sẻ đây là ông đốc phủ sứ, một vị đốc phủ sứ ở tỉnh Tiền Giang. Nhưng mà khu mộ này nó là về cái dòng thành thì nó to chứ, chắc nó cũng phải là mấy sào luôn cả nhà. Cái khu mộ này là tầm khoảng bao nhiêu sào anh ha? Em thấy rộng à? Tầm chắc khoảng 75 sào anh. 7 sào rưỡi hả? Tức là 7 công rưỡi. 7 công rưỡi là 7 sào rưỡi. Dạ. 7 công rưỡi. Dạ. 7 sào rưỡi là nó chưa tới 1 công. À. Còn 7 sào 7 công rưỡi nó tức là 75 sào. À. Chỗ em là 1 sào là 1 công. Chỗ em mà là 10 sào là 10 sào là 1 mẫu. Còn ở trong đây á 10 sào mới là 1 công. À vậy ha. Ở trong đây 10 sào là 1 công đất. Một công đất đó là 1.000 mét vuông, ở đây là công đất là 1.000 mét vuông. Dạ. Nó tức là một sào á là 100 mét vuông đúng không? Thì 10 một sào là 100 mét vuông. Thôi cho em là một sào là 1.000 mét vuông á. À, ở đây là một sào á là 100 mét vuông. À, dạ. À. Vậy là cái khu này là 7 sào rưỡi. Nếu cái tính ra cho em là 7 sào rưỡi. Dạ. Tức là 7 sào rưỡi. To chứ. Cái này là ông này gọi là ông Phủ Chiêu. Đốc Phủ Chiêu. Nhà ổng còn ở đây không anh ha? Bây giờ á nhà ổng ở trên chỗ biệt thự Kim Hồng đó. À biệt thự Kim Hồng hồi nãy mình mới chạy qua luôn á. Đúng rồi. Mà cái nhà sâu vô trong á đúng không? Cái nhà đó bây giờ là tùng tu sửa chữa lại chứ hồi xưa nó xưa dữ lắm. Dạ. Bây giờ tùng tu là bây giờ là nói chung là bây giờ sửa là nhà mới chứ hồi xưa là cái nhà đó nó xưa dữ lắm. Hồi đó anh đi vô trong anh nhổ răng á. Cháu của ông này là nha sĩ mà. Nhổ răng. Anh vô trong anh thấy trời cái đầu trâu rồi. Tường, dạ đúng rồi mấy xưa lắm xưa mà cái nhà con nó sầm quất trâu với đầu thu rồi đó chắc nó lâu quá rồi mình nhìn nó cổ kính rồi. Hồi xưa coi cái nhà đó nó xưa lắm. Rồi đây là phần mộ của đốc phủ sứ Chiêu ở tỉnh Tiền Giang. Đi vào hôm tây bây giờ là mình phải chạy theo cái lối này rồi mình chạy vô kia không qua được. Thì khi mình hỏi cái anh nơi đây, anh chỉ vô một cái con đường nhỏ mới vào được cái ngôi mộ của ông đốc phủ sứ Chiêu. Cái này có nhìn ngôi mộ nó không có được cổ xưa quá, không biết là lâu chưa anh hả? Lâu rồi, cái mộ này lâu dữ. Lâu lắm rồi. Thì khi dò hỏi thì được biết nơi đây là cũng có một ngôi mộ được cho là một ngôi mộ cổ của vị đốc phủ sứ. Thì lúc trước mình cũng đã từng quay mấy ngôi mộ của vị đốc phủ sứ ngày xưa, như là đốc phủ sứ Long An, đốc phủ sứ Đồng Nai. Thì bây giờ là tới vị đốc phủ sứ ở tỉnh Tiền Giang, đốc phủ sứ Chiêu. Có cây nhiều quá quý vị. Ở đây là hỏi anh hàng xóm là anh nói là khoảng 7 sào hơn. Nghĩ to quá ha, còn mẫu có ít đâu, nhìn to quá. Thì nãy giờ mấy anh em đã vào trước rồi, mình đang quan sát phía đây. Thì sẵn tiện cho tới mảnh đất Tiền Giang này mình cũng xin quay luôn về một vị đốc phủ sứ luôn. Sau khi từ dọc thành vô là phía trên cái cổng lần đầu tiên mình quay cho quý vị xem. Tiếp sau đó là có một cái lối đi ở ngoài kia, em thấy giống như là cái ngôi mộ anh ha, hai cái ngôi mộ ngoài cũng lâu lắm anh, gặp thẻ anh coi gặp thẻ bự lắm, để mình giờ mình coi thử. Cái này em nghĩ là hai ngôi mộ này mới là bự nhất rồi, thậm chí còn lâu hơn là mộ của ông đốc phủ sứ luôn á, về cái kiểu dáng á. Kiểu mộ này kiểu mộ tây. Hai cái này không bằng hai cái này. Cái đó là cái thành bông của cái bà cụ ở trên đó đó. Bà cụ 90 mấy tuổi hay 100 lẻ mấy tuổi gì đó. Là của cái bà ở trên nhà chỗ biệt thự Kim Hồng đúng không? Đó, nó là cái nhà đó là nhà của bà cụ đó bà. Nhà bà già rồi. Đây là ngôi mộ theo hình bậc thang. À những viên gạch này hồi thờ Pháp nè. Không có bi luôn hả? Không có một cái gì luôn.
Mơ ngộ và anh em nghĩ không bằng không? Em nghĩ là hai cái vị này còn lâu hơn là cái vị đốc phu sứ. Chắc có lẽ cha mẹ không? Có thể được chôn trước. Và lâu quá rồi thì người ta không còn cái tấm bia nữa, không còn tên tuổi nữa. Không, hồi xưa hồi theo mà họ anh biết á là nó như vậy nè, nó không có cái mẫu bia. Nó không có cái mẫu bia. Sau này mấy cái mã sau này mới có mẫu bia, nhưng mà cái đó thì hồi xưa tới giờ là có cái mẫu bia như vậy. Còn hai cái này thì nó như vậy nè. Còn cái trong kia thì nó cũng anh nghĩ là không biết bao lâu, nhưng mà cái trong đó nó làm bằng đá mài. Đó thì hai bên thì chính giữa thì nó có cái mẫu bia. Còn hai cái này là hồi xưa tới giờ là không có bia luôn. Tại vì lâu quá đó, lâu quá rồi nó là người ta không quên luôn. Được vết vôi lại. Hồi nãy có chạy ngang cái khách sạn Kim Hồng, em nhìn vào thấy cũng có hay đó. Cái biệt thự chứ. À, gọi là biệt thự Kim Hồng. Biệt thự Kim Hồng nhìn hay. Nhìn sao tối sao? Bà Kim Hồng nhà bà đi Sài Gòn bà ở rồi, bà không có ở đây nữa. Tại vì bà có một đứa con ở bên nước ngoài đúng không? Rồi bà Kim Hồng nhà bà lớn tuổi, bà bị bệnh rồi bà về Sài Gòn bà sống. Biệt thự nhà bỏ luôn hả? Biệt thự hồi đó là bà ở với em bà. Rồi cái giờ cũng giống như sau này là cũng như là ông kia thì có việc làm. Ông cũng đi đây đi đó rồi nghe nói là bà về Sài Gòn bà sống. Vậy giờ cái biệt thự đó bỏ không ai ạ? Biệt thự đó chắc giờ khóa cửa. Dạ. Thấy này có mấy đứa nhỏ vô chơi. Biệt thự một Kim mình, Hồng. Một mình không có dám ở đâu, coi vậy chứ trong rộng mênh mông đóng á. Dạ. Nhìn nó hay lắm, nhìn nó tối mà nó u ám luôn. Mấy anh em mình vô đi, vô coi thử là cái ngôi bộ của đốc phu sứ, gọi là đốc phu sứ Liêu Tiền Giang. Mình đi rất nhiều nơi, cũng có tới rất nhiều ngôi mộ rồi, thì mỗi nơi là một cái cách khác. Thậm chí nhiều người rất là giàu có địa vị, nhưng mà ngôi mộ rất là đơn giản. Và cũng có những ngôi mộ rất là cầu kỳ về họ văn, về kiến trúc, để tô đậm lên cái vị trí, cái địa vị, cái gia thế cái thời đó. Thì trước mặt quý vị là ngôi mộ của vị đốc phu sứ Chiêu ở tỉnh Tiền Giang. Ngôi mộ này được xây theo kiểu một cái mái vòm cung. Ở đây là hai cái mái nè, chính giữa là cái vòm cung lại, che chắn lại ngôi mộ giống như là một cái nhà nhỏ cả nhà. Có tầm cấp đi lên. Mình nghĩ cái kiểu cách này xây cũng khá là lâu. Hai ngôi mộ được quan sát từ xa thì mình thấy là bằng đá hoa cương. Nguyên khối luôn, đá hoa cương nguyên khối được chấp nối một cách rất là tỉ mỉ. Và đây là thấy là có một cái hũ đựng hài cốt. Cái này là đựng hài cốt. Không, cái đó là giống như cái lục bình để cho nó đẹp. Gì hả? Giống như là cái nơi mà người ta để đựng hài cốt ha. Và đây là cái tấm bia. Ở phía trên có ghi số điện thoại của anh là 032. Mình sẽ quay chậm lại chút xíu để quý vị khán giả có thể thấy nhé. Tại vì trước tiên mình không đọc được đâu. Thì tới đây quý vị có thể thấy được là cái vị này ở vị trí nào, địa vị nào, và ngày tháng năm mất thì chắc có lẽ là đã ghi trên đây hết rồi. Tất cả nơi đây là bằng đá hoa cương. Được một cái này xây đá hoa cương, tao nghĩ giống như đá hoa cương á. Không, cái đó đá mài à. Cái này đá mài hồi xưa nè. Sao làm nguyên khối nhìn giống như là từng tải từng tải nè. Nguyên một khối luôn chứ không có cắt miếng gì giống như mình đây á. Đừng nói là nguyên cái trụ này bằng đá nha. Thì bằng đá. Bằng đá xong nó mài đúng không? Ừ, đá xong rồi nó mài tròn này nè. Trời, vậy là cái phiến này thì sao ta? Cái phiến này đừng nói là nó uốn cong rồi nó chắp lên nha. Thì cái mộ này dữ dằn mà. Tuy là bây giờ mình mới phát hiện ra, tuy là không có cầu kỳ, không có chạm chỗ dòng phụng giống như những ngôi mộ khác, nhưng mà ngôi mộ này đặc biệt là bằng một giống như là một khối đá cả nhà. Cái nhà này giống như khối đá và được đem tới và chắp nối lại vậy, chứ không phải là xây dựng nữa. Không có thấy mối mộng gì ha. Không, cái này là anh biết sao, cái này là bê tông phải không?
bê tông người ta đổ cái vòm rồi đá mài là kiểu kiểu như đá rửa nãy cái khung à, đúng rồi đúng rồi, là người ta trộn với bê tông á, người ta mới tô lên đây rồi người ta làm mà em mới nghĩ là giống như một phiến đá luôn á mà người không, ta làm ra không, không không cái này đá mài à, anh dòm dẫn như mà đá hoa cương rồi đó, nhìn đẹp thiệt á. Hàng nhiều cái ủa sao tự nhiên là không thấy cái sự chấp nối ở đây, mà chẳng lẽ cả một tảng này người ta làm theo được, người ta ghép lại à, cái tấm này thì làm bằng đá trắng nè, gọi là đá cẩm thạch xưa, mà người ta tô kiểu này là thấy là vĩnh viễn đó nha, bền đó nha. Bởi vì nó đâu có cái nào nó nứt à, chứ cái này nó đâu có thấy. Cái này là không, cái này là em không xác định được bao nhiêu năm, chính xác là bao nhiêu năm, nhưng mà nhìn là nó bền. Về cái văn kia thì nó chỉ bị nứt chút xíu thôi, không có cầu kỳ, nhưng mà thấy cũng tỏ vẻ một cái gì đó cũng khá là gọi là cao quý á. Lần hai là cái dòng thành này chắc à, cũng vài chục năm nay à. Cái đó thì cũng còn y như cũ, mà cái dòng thành dưới cái rào á. Em thấy là cái quan trọng nhất là hai cái búp sen mà nối liền hai cổng á, thấy là mới lâu á. Tại vì khi người ta làm đường nó vẫn còn nhô lên. Chứ người ta làm mới là người ta đã làm cao rồi, hoặc là cho nó nổi lên được. Lâu dữ rồi, lâu rồi. Một thời như thế này luôn. Nó có cái băng lượng nên trước để chiều cái ngồi chơi là đó, tay là đó, ta ngồi chơi giấc chiều luôn à. Giờ hết rồi, ngày xưa không sợ, bây giờ sợ đó, bây giờ không, bây giờ không phải không sợ, nhưng mà điều bây giờ nói chung là hồi xưa á là nhà hồi đó, xưa nó có cái khác, còn giờ nói chung trăm công ngàn việc anh em ráp đi làm hết rồi, không có giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà thời mà trai gái chiều mà đi xe đạp đồ đó thì đạp với chiếc xe lại cái ngồi đó nói chuyện đã thôi gì. Cái thời trước của mình đâu có điện thoại đâu, à, đâu có hò hẹn được đâu mà vẫn gặp à, nhau được à, mà cảm thấy cái tình cảm ngày xưa nó gần gũi. Đúng rồi. Bây giờ điện thoại rồi mạng biết rồi ghê gớm lắm, nhưng mà thấy con người ta nó xa cách dần đi, nó chỉ có chào hỏi rồi bấm like rồi bấm này nọ, chứ còn những cái tình cảm người ta dành cho nhau không còn được, không còn được như xưa nữa. Dạ, hồi là anh về Cần Giuộc luôn hả? Dạ, chứ không về Giuộc, dạ. Ông ở lại đây ông ngủ rồi tận sáng em xuống nữa. À, anh Phú anh ngồi trước cái ngôi mộ của ông đốc phụ sứ ngày xưa, anh có cảm nhận gì một buổi chiều như thế này? Nếu còn mình một vị đốc phụ sứ một quyền lực ngày xưa thì ông này cũng tương đương cái chức vụ của ông đốc phủ Cần ở bên em. Thì ngày xưa những cái vị này là cai quản kêu gọi là một tỉnh, nhưng một tỉnh ngày xưa là nó lớn hơn bây giờ rất là nhiều. Hồi xưa là cái tỉnh Gò Công. Dạ. Hồi xưa mình ở đây là cái tỉnh Gò Công, chứ không có phải là cái tỉnh Tiền Giang à. Mà xưa là cái tỉnh Gò Công thì những vị đó ngày xưa rất là giàu. Mình nói thiệt cái hạng cỡ mình là hồi xưa là không có cửa nào mà để đi vào trong đó. Nói chung hồi xưa một vào trong đây được hết. Nương ngoài sao là của ổng. Của ổng á. Giàu có. À, trên anh con cháu rồi ở đây còn nhiều quá nữa. Con cháu như giờ đa số là ở Sài Gòn, một số với ở nước ngoài. Thấy con cháu của những vị ngày xưa đa phần là ở nước ngoài, người ta đi hết, người ta không có lại. Mỗi một vùng có một vị đốc phủ sứ anh. Là ở trên, ở Bình Dương em không biết ông đốc phủ sứ nào, ông đốc phủ Biên Hòa anh có quay rồi đó. Có. Ông đốc phủ sứ Tây Ninh thì mình mới quay sau. Ông đốc phủ Cần ở gần em thì anh quay rồi. Ông đốc phủ sứ Bình Dương thì lúc nào em dắt lên trên quay. Ông đó là... Ông còn ở nhà luôn không? Đúng, còn nhà. Nhà với cái mộ. Mà nhà cái đó thì không bằng nhà bà con nhà ông đâu. Ông tới mấy cái nhà cổ lận. Nói chung là mỗi anh em chia nhau ra, từng chi sau thì chia nhau ra, mỗi người có một cái độ giàu khác nhau, họ giàu lắm. Nhưng mà giờ người ta vẫn giữ được cái những ngôi nhà cổ đó luôn. Có người giữ được, có người nhà nước cho ta lấy được. Rồi thì đây là cái video vào một buổi chiều rồi, cũng tầm 5-6 giờ gì đó. Thì đi cả một ngày luôn đó nha. Mình cố gắng thu gần như là gom nhặt hết tất cả những ngôi mộ cổ, những cái bậc tiền nhân ngày xưa từng có tiếng tại những vùng đất như là miền Tây hoặc là các tỉnh lân cận mà mình từng quay. Thì cái video này kết thúc hôm nay luôn, cũng là kết thúc video luôn cả nhà. Mình cũng nhắc lại, đây là mộ của một vị đốc phủ sứ ở tỉnh Tiền Giang ngày xưa, gọi là đốc phủ sứ Chiêu. Khi tới đây rất là lạ lẫm đối với mình, nên là đa phần mình cũng chưa tìm hiểu nhiều và chưa biết nhiều về cái ông này. Đó là mình chỉ biết bao nhiêu, hoặc là hỏi những người ở đây thì có bao nhiêu thì mình giới thiệu bấy nhiêu thôi.
cho quý vị xem. Cảm ơn cả nhà nhiều.